và giả vờ mua đồ và lợi dụng sơ hở của chủ quán, một người phụ nữ đã ra tay trộm đồ chỉ trong chớp nhoáng. Diễn biến vụ việc mà Diễm Loan vừa nhắc đến xảy ra tại Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An của chúng ta thưa quý vị. Quý vị hãy cùng xem và hết sức cảnh giác nhé. Lúc này tại một tiệm tạp hóa bán đồ, người phụ nữ trùm kín đeo khẩu trang vào mua đồ. Tiệm chỉ có một người phụ nữ đứng bán hàng. Sau khi nắm bắt vị trí để tiền, các người phụ nữ quay lưng đi lấy đồ. Nữ quái tiếp cận tủ tiền, thò tay lấy trộm nhanh chóng rồi giấu vào người. Khuyến cáo các chủ tạp hóa cần cẩn trọng trong việc bảo quản tài sản.